Đây, vlog rất là nhỏ luôn. Kỳ nhỏ luôn. Căn phòng của tôi. Trời ơi, kỷ niệm. Nếu các bạn đã đọc thì hôm nay mình sẽ gọi là quay cái phòng của mình. Phòng giới thiệu cái phòng làm việc của mình chắc là chắc là các bạn đã có. Hello, chào mừng là xem lại ảnh nha và chào. Ôi, đây là mình hồi đấy hả? Có lẽ là mình thay đổi thật rồi các bạn ạ. Người mình là Jimmy này, anh nha, và chào các bạn trở lại với kênh Jimmy TV. Thì theo mình biết là cỡ khoảng 5 ngày trước Phong cực có đăng một video, đó chính là quay lại YouTube của mình lúc bắt đầu mới làm đấy. Thì mình thấy gọi là chà, cái này cũng khá là thú vị á. Tại sao mình không làm thử nhờ? Nhưng thực ra mình đã từng làm cái này một lần rồi, nhưng mà hồi đấy mình làm cho vui thôi chứ mình chưa làm nghiêm túc. Thì hôm nay mình sẽ quyết định gọi là quay lại quá trình của mình từ lúc mình bắt đầu YouTube cho tới bây giờ, thì mình đã thay đổi những gì và trong quá khứ và hiện tại của mình sẽ như thế nào nha mọi người. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn cũng đừng quên cho xin nút đăng ký, nút like, và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi nha. Let's go. Rồi thì nói chung thì video đầu tiên của mình là video âm nhạc Final Fantasy Song. Đấy, bởi vì hồi đấy mình rất thích chơi Final Fantasy mọi người, nhưng mà không có tải game được nên đăng video lên. Đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng coi video đầu tiên. Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Wow, mình là Mèo Shimi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một map tên là Hunger Game. Map rất là hay. Hello, chào các bạn, mình là Mèo Shimi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Hunger Game. Ok, nói chung là ok, hồi đấy là mình mới lớp 7. Mình nhớ luôn, mình quay video này lúc đấy là mình lớp 7. Và giọng mình lúc đấy công nhận hơi men thật. Để được đọc comment là cuối cùng nghe được giọng thật của chị Shimi rồi. Đấy, thì nói chung là hồi đấy là giọng của mình nó sẽ pha trộn giữa tiếng Huế một chút. Đấy, nên nghe nó hơi men. Đó. Trời. Xoay đi hâu được. Thôi bây giờ đó chỉ là video đầu tiên thôi. Thì nói chung là hồi đấy lúc mình mới làm YouTube thì mình quyết định đăng những series chơi game Minecraft. Sau đấy là làm những thứ linh tinh, nói chung làm tào lao. Ok, ok, mình bình tĩnh, mình sẽ làm cái này. Bình tĩnh. Cái gì? Yeah. Ủa gì vậy? Trời ơi, nhỏ xem đi làm cái ghế xong. Yeah. Ủa là sao má? Trời ơi, nói là mình có khả năng tấu hài hồi nhỏ nha. Nói chung là hồi đấy mình hay làm cái series linh tinh như là survival các kiểu. Hồi đấy là cái thời mình làm á là cái phong trào gọi là gì ta, sinh tồn rất là nổi tiếng mọi người. Cái là chơi Hunger Game, đó là chơi mấy mini game mọi người đấy. Trời ơi, nhìn lại một không biết các bạn như thế nào, nhưng đối với mình, series mình tâm đắc nhất khi mới làm YouTube đó chính là Animal Crossing. Trời. Bùm. Trời, nói về khoe chứ hồi đấy mà có anh Châu là xịn lắm luôn đó. Thiệt, hồi đấy là có anh Châu này là mình ngồi gì ta, mình ngồi cười 7 ngày 7 đêm luôn đó các bạn. Ok, hello, chào mọi người, mình là Simi đây. Và chào mừng tất cả các bạn đến với Animal Craft. Yeah. Đây là series mới, như các bạn đã biết thì nếu các bạn. Và đây là series tâm đắc nhất đối với mình, bởi vì là mình rất thích sinh tồn và mình thích chơi với cái mob dễ thương mọi người. Thì nhắc về cái series mình thích nhất thì mình nhớ có một hôm mình đi siêu thị thì mình gặp một bạn nam. Thì bạn ấy tới chào mình, bạn ấy bảo mình là em thích chị từ hồi chị chơi cái Minecraft Animal Craft. Lúc đấy mình kiểu hả? Cái gì? Em thích chị từ hồi đấy luôn hả? Thật sự nếu mà ai nhắc về sim thì về cái series Animal Crossing này là lâu, Animal Crossing là một cái huyền thoại với mình luôn các bạn, vì mình cực kỳ thích series này. Đấy, nói chung là rất nhiều kỷ niệm luôn. Để tôi quay mình lộn coi. 20 vẫn thích vẫn mất simi hồi đó hơn. Còn bây giờ tôi Còn bây giờ tôi rất là tào lao mọi người. Ước ghê. Thank you.
Ôi, trời ơi, nhắc về xe đi đề mệt nhớ mình sinh tồn dữ lắm luôn đó. Trời ơi, nói chứ sinh tồn mình cũng hay đôi lúc chít chít xíu, nhưng mà không sao, đó vui là được. Thì ok, bạn nào biết sim từ series Animal Crossing này thì đừng quên bình luận phía dưới cho sim biết nha. Trời, đây là series sim tâm đắc nhất và cực kỳ thích luôn. Đó, mình làm quá trời luôn. Đấy, tới tập 6, tập 7, tập 8 có hết. Đó, nhưng mà mình gì ta, quyết định bỏ series này bởi vì là mình bị hư máy xong mình mất xếp luôn các bạn. Trời ơi, kỷ niệm của tôi. À đúng rồi, thêm một series nữa. Đâu rồi, của tập 1 đâu? Sau này có tập 2 vậy? Hả? One eternity later. À đúng rồi, còn một series nữa mình cực kỳ tâm đắc luôn, đó chính là Minecraft Genre Simulator. Mà mình không hiểu sao tập 1 đâu, sao có tập 2 thôi mình không biết nữa, nhưng mà mình sẽ quay lại nha mọi người. Ui, trời ơi, series này. Oh my god, rất nhiều kỷ niệm với mình luôn các bạn. Mình quay lại xíu nha các bạn. Hello, chào mọi người, mình là Simi đây và chào mừng tất cả các bạn đến với series Genre Simulator tập 2. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ series này tới 1.000 like. Thì trời, các bạn biết sao, 1.000 like hồi đấy là một gia tài đó các bạn. Trời, 1.000 like, trời ơi, 1.000 like hồi đấy, 1.000 like hồi 2016 là một gia tài đối với mình đó các bạn. Trời ơi, đúng là kỷ niệm luôn. Thật sự đây là một series mình rất là thích, nhưng mà bây giờ mình không thể làm được series tiếp tục được bởi vì series này nó nói thật là nó hơi thiên hướng 13 cộng đó, không phải là dành cho mấy bạn nhỏ nên mình cũng không làm nữa. Nhưng mà nếu mà nói về một series mình cũng tâm đắc đó chính là Minecraft Genre Simulator. Ui. Nói chung là hồi đấy là mình khá là thích bản thân mình, vì hồi đấy là mình tự tạo ra những câu chuyện, series mình ghi xong mình quay và mình thích cực kỳ luôn, thức đêm mình cũng quay nữa. Thì nói chung là Minecraft Genre Simulator cũng là series đầu tiên về roleplay mình làm ở channel này. Ok, thì sao nào? Đồ sáng của mẹ mình chuẩn bị không dùng. Gì đây? Sao đấy tôi dễ thương vậy mọi bạn? Tôi dễ thương vậy, tôi nói chuyện nhỏ nhẹ á. Trời, dễ thương quá à. Đấy, ok, nói chung là về series mình nhỏ nhất. Ok, tiếp theo là gì ta? Đó vẫn là Animal Crossing. Vẽ tranh. Đấy, xong là các bạn biết một huyền thoại không? Minecraft City Light. Cho tôi hỏi là ai ai là fan của series Minecraft City Light nhỉ? Có thể bình luận phía dưới mình cho biết được không ạ? Ai không ạ? Thật sự là đối với mình là một series mình rất là đầu tư, và series roleplay đầu tư nhất tại cái kênh channel của mình hồi đấy. Thật sự, trời ơi, các bạn không biết được, mình coi mình thích cực luôn á. Wow, đúng là một chặng đường dài. Cuối cùng mình cũng tới được thành phố. Ui. Ok. Thế ơi, hiện tại mình đang lên thành phố để đi làm việc gì đó. Simi nghèo quá mà chẳng có lý lên thành phố đi kiếm được việc làm. Trời ơi, mình quay lại mình nhớ mình hồi đấy các bạn ơi, kiểu ký ức nụ về sự hồi đấy là mình rất là thích series này, mình làm nó rất là đắc, gọi là mình đã cố gắng làm nó hoàn thiện nhất có thể luôn các bạn. Hồi đấy là mình 2016, mình cũng nhớ mình mấy tuổi đó, nhưng mà mình nhớ hồi đấy mình cực kỳ thích series này. Coi ủng tụ hai tay hai chân. Trời ơi, lâu lâu cứ nghiền mấy cái video roleplay của Sim làm. Cảm ơn bé nhiều nha. Okay. Thì như lần trước thì chị ấy mình sẽ tới xem sao. Thì chị ấy có bảo mình. Ôi dễ thương quá à. Bạn nào là người fan của series này bình luận cho tôi biết nha. Bình luận liền nha. Nếu mà mình là mình sẽ cho series là top 1 ở kênh này. Dù bao nhiêu series nữa thì series này vẫn là top 1 trong cái kênh của mèo Simi đấy. Trời ơi, kỷ niệm quá. Trời ơi, kỷ niệm thật sự. Và hồi đấy mình thấy có rất nhiều bạn ủng hộ series này đó. Trời ơi. Trời ơi. Kinh khủng. Oh my god. Oh, có một cái series phụ nữa là Yandere High School. Xong mình cứ làm được 1-2 tập xong mình nghỉ ra. Xong nhỏ xíu mình đúng tào lao luôn á, làm đúng 1-2 tập xong nghỉ hoài luôn. Trời ơi, nó rất là nhiều. Oh my god, rất nhiều kỷ niệm. Hồi đấy là mình có làm mấy cái lớn lên các kiểu này các bạn. Trời, kỷ niệm quá. Này chắc mình sẽ chết vì kỷ niệm xưa của mình luôn mọi người. Trời, chết tôi. Rồi còn cái gì nữa đấy, nói chung là hồi đấy làm với bé mưa các kiểu nè, nó tùm lum tùm la.
Trời ơi. Và có một cái thời gian mình cũng rất là nhớ nữa, đó chính là mình làm về Mini World. Đấy, trời ơi, làm Mini World hơi bị nhiều luôn nha. Trời đất ơi, làm tùm lum tà la luôn, mình còn làm MV nữa đây. Có MV nha, mà nó có MV của tôi chưa? Trời ơi, MV chị đại học đường, Mini World. Trước đứa nào đâu? Con danh hôm trước tỏ tình với thằng nam là ai? 4 năm trước rồi hả? Lại đây gặp tao, tao cho mày biết mặt. Nghe danh ghê gớm lắm nhưng ai ngờ dăm ba bọn hèn. Go go. Đó, nói chung là hồi đấy mình cũng có làm một số gọi là MV của Mini World mọi người. Trời ơi. Trời ơi, sao mình làm nhiều dữ ta. Trời ơi, ủa gì đây? Thử thách khám phá căn hầm siêu nhỏ của mèo Simi. Ồ, vlog vlog vlog, quay vlog vlog. Ủa, sao đâu rồi? No. Đây, vlog rất là nhỏ luôn. Cực nhỏ luôn. Căn phòng của tôi. Trời ơi, kỷ niệm. Nhưng mà mình thấy cái sự nhỏ nhắn là rất là đẹp mà đúng không? Đẹp trai tôi. À, bé bà, hello. Để nó rất là thì như tiêu đề như các bạn đã đọc thì hôm nay mình sẽ gọi là quay cái phòng của mình. Phòng giới thiệu cái phòng làm việc của mình. Chắc là đợt trước, những vlog trước thì các bạn đã có thấy một lần, nhưng mà lần này mình đã thay đổi. Ok, thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn căn phòng làm việc của mình như thế nào nhé. Ok, let's go. Nói chung là mình coi video này, mình cái cảm giác kiểu cũng bất buồn cũng có, vui cũng có. Bởi vì đó chính là không ngờ mới đây đã cũng gần hơn 4 năm rồi. Và mình nhìn cô bé mèo Simi hồi đấy là một cô bé rất là ngây thơ, một cô bé không suy nghĩ nhiều mà các bạn. Kiểu cô bé lúc nào cũng vui vẻ và kiểu quay gì mà thích cũng được các bạn. Gentlemen. Và nhìn cái căn hầm này mà lộ mà nhìn cái mái chờ này thực sự nó rất có nhiều ý nghĩa với mình. Đó chính là bởi vì đây cũng chính là nơi mà mình bắt đầu làm YouTube. Và các bạn xem căn phòng mình bây giờ nè, và căn phòng quá khứ của mình nè, các bạn biết đó, nó đã khác như thế nào không? Là đây là nơi mình bắt đầu mọi thứ mọi người. Căn phòng làm việc của nhà Simi. Chị này hơi bận chút nữa các bạn thông cảm nha. Các bạn đi thằng em. Đây là cái smartphone tan góc anh nè của Simi. Đó các bạn không? Thấy đó, đây là sim card phiên bản to vãi liền ra. Đây là trời ơi, tôi nói chuyện dễ thương. Trời ơi, lên mắt nè mọi người. Trời, mình quay zoom từng cái luôn. Trời, nó rất là nhỏ nhưng mà rất là chi tiết luôn. Đấy, để mình sẽ review cho các bạn xem căn phòng mình nó hơi bẩn xíu. Đấy, áo hôm nay mình sẽ review các bạn một cái hành lý của mình nữa để mình đi chơi với Haruti. Nhưng mà mình thấy sự nhỏ nhắn. Trời ơi, dễ thương quá sao hồi đấy tôi dễ thương kìa. Thật sự là mình không phải là bảo mặt mình dễ thương cái gì đâu, nhưng mà mình ý mình bảo sự dễ thương ở đây là tại sao cô bé này có thể ngây thơ một cách dễ thương nhờ. Kiểu hồi đấy mình cứ kiểu hello mọi người, thì đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái kiểu dễ thương. Trời ơi, mình không ngờ hồi đấy mình như vậy. Hồi đấy mình có tóc đen nữa chứ. Giờ tôi thay đổi rồi. Còn xe đi gì ở đây? Từ từ, Kyron và chàng, Kyron chàng đại gia nóng tính. Trời ơi, hồi đấy ai coi xe đấy bình luận cho tôi biết nha. Trời ơi, đây, đập nút vàng các kiểu. Trời ơi, ui tập cuối được 2-3 triệu view luôn. Dữ gì sao? Trời ơi, nhưng mà ok, nói chung là đâu quá khứ thì có một khoảng thời gian mình với Hero Team đã quay rất là nhiều series liên quan tới Mini World. Đấy, quay rất là nhiều luôn đó. Quay cực nhiều. Rất là nhiều luôn. Trứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cỡ, cần phong cơ. Hồi đấy phong ốm dữ vậy. Trời ơi. Trời ơi, hồi đấy ốm quá à. Chà. Theo mình nhận xét rồi, đấy phong rất là đẹp trai. Giờ phong như heo vậy mà. Mình là Simi đây, anh nhớ và chào các bạn. Ủa đây là mình rồi đấy hả? Wow. Hello, chào người mình là Simi đây, anh nhớ và chào. Ôi, đây là mình rồi đấy hả? Wow. Trời. Có lẽ là mình thay đổi thật rồi các bạn ạ. Ok các bạn, như các bạn đọc tiêu đề thì hôm nay chúng ta sẽ reaction
và cũng có thể thực hiện một phong trào đó rất là nổi tiếng ở trên TikTok. Và kiểu bây giờ kiểu cảm giác của mình, các bạn biết cảm giác của mình bây giờ như nào, như là mình đang ngồi xem lại quá khứ của mình, mọi người mình đã xem lại Mèo Simi của 2020-2019 đó mọi người. Đây là cảm giác của mình là xem lại cô bé Simi hồi nhỏ mọi người. Và bây giờ mình cũng không hạn, mình bây giờ cũng già lắm rồi, mình sắp 23 tuổi mọi người. Cô bé này là gần mới 18, 17, 19 tuổi rồi các bạn. Trời ơi, thời gian đi nhanh quá bạn ơi. Ôi khoan, từ từ, tính ra là bây giờ mình quay lại video mình mới nhớ là mình đã từng đi bệnh viện. Hello mọi người, thì đây là một vlog mình sẽ đăng trước ngày hoặc là sau ngày mình đã phẫu thuật rồi. Thì gọi là để chuẩn bị cho những ngày phẫu thuật thì theo. Ôi mình quên mất là mình đã từng đi phẫu thuật các mọi người. Mình quên mất luôn là mình đã từng đi phẫu thuật các bạn. Thì nói chung là nếu các bạn nào không biết, hoặc là dành cho bạn nào chưa biết, hoặc bạn nào biết rồi, thì mình đã từng bị một khối u rất là lớn trong người, mình phải cắt và phẫu thuật nó ra. Ôi mình quên mất cái này luôn á. Trời ơi, ôi mà chỉ nhớ thôi, cảm giác nó rất là đau luôn các bạn, đau kinh hoàng luôn. Lúc đấy thì là Kai lên chăm sóc mình các bạn. Trời ơi, giờ xem lại mới nhớ các bạn ơi. Lúc đấy là anh Vật với mọi người đã gì đó, đã bên cạnh mình, không phải bên cạnh mình, chỉ có Kai thôi, còn mọi người thì call FaceTime đấy để chúc sức khỏe cho mình. Trời ơi, tôi quên luôn đó, tôi quên luôn á. Wow, nói chung là cái này là kỷ niệm đáng nhớ thật sự luôn ấy. Oh my god, ok, đáng nhớ lắm luôn đó, cái này là kỷ niệm không thể nào quên được luôn á. À đúng rồi, có một series mà Sim cực kỳ tâm đắc nhất và cũng là series cuối cùng Sim làm tại channel Mèo Simi, đó chính là Tôi Chuyển Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện. Trời ơi, cái này là series tâm đắc, gọi là sau cái series Minecraft City Life của mình á. Đấy, trời ơi keo quá. Tôi chịu sinh thành nhân vật diện. Đó thì tại sao Sim lại nói là cuối cùng, thì tại sao đây là series cuối cùng tại kênh channel của Sim, thì các bạn cũng đừng quên xem hết clip này, tại mình sẽ giải thích tại sao nha. Thì nói chung là để hoàn thiện, mình sẽ nói xương xương một cái điều khá phân, một cái điều nhỏ nha. Để hoàn thiện xong cái tập cuối này, đó cái tập đặc biệt này, thì mình mất 3 tháng. 3 tháng để làm được cái series này. 3 tháng là các bạn. Thì đó cũng có thể là lý do mình sẽ không làm thêm series nào nữa, và cũng là một lý do khác nữa. Đấy, ok. Trời ơi, trời ơi Kim Cho, trời ơi, trời ơi đầu tư lắm luôn á. Tôi chịu sinh thành như phản diện, rồi xong thêm Kim Cho cuối nữa ở đây. Đây mình sẽ cho các bạn coi lại. Hai tụi mình cưới nhau nhé. Nói chung là bạn nào muốn xem thì các bạn cũng đừng quên xem Tôi Nhận Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện tập đặc biệt nha. Đó thì đó là tập cuối luôn đó. Sau khi xem lại những video hồi đấy mình làm và tới bây giờ mình làm, thì mình chỉ có một câu thôi, đó chính là kỷ niệm. Thực sự là xem lại cô bé Mèo Simi 2014 thì mình thực sự rất hạnh phúc. Đó chính là cô bé ấy rất là dễ thương, hạnh phúc và luôn vui vẻ khi chơi game. Thì mình thấy có một số bạn bình luận trên TikTok hay là YouTube thì bảo là chị Simi thay đổi rồi, chị Simi khác rồi, chị không còn là Mèo Simi của 2014-15 nữa, em thích Mèo Simi cũ hơn. Đấy, thì thực ra đúng là mình thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì mình năm nay 23 tuổi rồi, mình lớn lắm rồi thì mình phải thay đổi chứ. Mình không thể nào y chang như một cô bé gọi là hồi 15-16 tuổi được. Và thực ra có một sự thật, đó chính là các bạn cũng thay đổi. Không phải là các bạn thay đổi với gì, đó chính là các bạn đã lớn lên rồi. Nếu các bạn lớn lên rồi thì các bạn cũng không thể nào quay Sim mãi được. Bởi vì các bạn lớn rồi, thì khi các bạn lớn thì các bạn sẽ thích những cái khác hơn. Như là các bạn thích âm nhạc, các bạn thích xem phim, các bạn thích chơi game. Và nếu các bạn hỏi Sim thì Sim có buồn không, thì Sim vừa có buồn cũng có, vui cũng có. Buồn đó chính là các bạn không còn coi Sim nữa, nhưng vui là chính là các bạn đã lớn lên và các bạn đã trưởng thành hơn, và các bạn có thể gọi là làm nhiều việc hơn. Đấy. Nói chung lớn lên cũng vui mà, đúng không? Và mình nghĩ trong tương lai thì Sim cũng sẽ không thể nào quay video game mãi cho các bạn xem được. Thì mình nghĩ có thể trong tương lai Sim có thể chuyển qua stream nè, chơi những
những game mà không còn liên quan tới diễn kịch nữa. Nhưng hiện tại mình Sim vẫn làm, nhưng trong tương lai lại Sim sẽ thay đổi. Và trong tương lai Sim sẽ làm nhiều vlog hơn cho các bạn xem. Thì mình không còn làm game nữa, thì bởi vì là mình làm nhiều quá rồi nên mình nghĩ thôi mình thay đổi xíu đi ha. Đó, Sim lớn rồi các bạn, già lắm rồi nên thôi bớt chơi game lại, làm vlog xíu cho các bạn coi để mình làm gì mình thích và hợp với tụi mình hơn. Đấy, giờ mình, giờ tôi già lắm rồi. Trời đất ơi. Thì sao cho cùng thì mình chỉ muốn nói một điều cuối cùng, nếu bạn nào đang xem video này thì đó chính là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những bạn mới xem mình và các bạn hết xem mình, hay là các bạn đã từng là fan của mình, thì Sim cảm ơn mọi người rất là nhiều đã từng xem Sim, quý Sim và từng coi Sim là tuổi thơ. Và thật sự mình rất là trân trọng điều đấy. Và tới bây giờ mình cũng rất cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cho mình một cái tuổi thơ rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và trong tương lai thì Sim sẽ tiếp tục làm YouTube và làm những gì mình thích, và làm vlog và chia sẻ những điều tuyệt vời trong cuộc sống của Sim dành cho các bạn xem. Còn bây giờ xin chào tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đừng quên bình luận suy nghĩ của các bạn ở dưới video này nha. Tạm biệt.